quạt điện Lifestyle Daikyusan DQ101 để có không gian sống hoàn hảo đầy cảm hứng. Daikyusan DQ101 gam màu xám trung tính cùng mặt thảo vàng hồng phong cách thời thượng, hòa quyện vào mọi không gian kiến trúc. Quạt có công suất 70W, được trang bị 7 cánh với đường kính 40cm, tạo ra luồng gió mạnh mẽ, mang lại cảm giác mát mẻ tức thì cho người sử dụng. Daikyusan DQ101 thiết kế ấn tượng với 128 nan quạt, có khe hở nhỏ giúp giảm thiểu nguy cơ kẹt tay hoặc vật nhỏ vô tình lọt vào khi quạt đang hoạt động. Với 4 tốc độ gió linh hoạt từ thấp đến cao, đáp ứng sở thích cá nhân phù hợp với nhiều tình huống sử dụng khác nhau. Với chiều cao có thể điều chỉnh linh hoạt từ 112 đến 130cm, dù bạn đang làm việc hay nghỉ ngơi, bạn có thể điều chỉnh chiều cao theo mong muốn. Quạt đứng Lifestyle Daikyusan DQ101 được trang bị bảng điều khiển nút nhấn sang trọng, điều khiển dễ dàng, bền bỉ số 1 bởi sở hữu động cơ lõi bền bỉ. Lồng quạt lan lớn, dày, sơn tĩnh điện 3 lớp, an toàn, bền, hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt ngay vùng biển. Quạt điện đứng Lifestyle Daikyusan DQ101 đạt chất lượng tiêu chuẩn châu Âu, mê thiết kế đẹp, tận hưởng khí mát lành.